Di Đà Phật, con bạch thầy, con là Phật tử đã định cư ở nước ngoài. Đợt Tết vừa rồi chúng con có về thăm chùa lễ Phật. Con được biết chùa nhà chùa có tháp báo ân để các Phật tử sau khi xả bỏ báo thân có thể được về nương nhờ cửa Phật. Vậy thầy hoan hỷ cho con được biết hiện giờ không có hiện giờ, không có quốc tịch là người Việt Nam. Nhưng con có thể ủy thác cho người thân để sau này con gửi cho cốt từ nước ngoài về được không ạ? À? Nếu cho cốt của con được gửi tại chùa rồi mà các con của con sau này ở nước ngoài cũng không thể về thăm viếng được thường xuyên có thể đến có thể 5 đến 10 năm các cháu mới về một lần như vậy thì có sao không ạ? A-di-đà Phật, con xin Thầy hoan hỷ trả lời kỹ trả lời kỹ cho con được biết ạ Con xin cảm ơn Thầy à, Câu Phật tử định cư nước ngoài hỏi về việc nhập tháp và báo ân à, Xin thưa Phật tử cũng như các kiều bào phật tử ở nước ngoài đảng nhà nước việt nam chúng ta rất là hoan hỉ rất là vui mừng và sẵn sàng giang rộng vòng tay để chào đón các phật tử và những người dân việt nam chúng ta À, người gốc việt nhưng mà định cư ở nước ngoài quay về quê hương để xây dựng đất nước phát triển kinh tế góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước việt nam của chúng ta ngày càng văn minh và giàu đẹp à, chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta sang nước ngoài bao nhiêu năm rồi bây giờ xin À, quốc tịch uh, Việt Nam trở lại khó, không khó đâu. Nếu các quý vị không phải là thành phần uh, chống đối, không phần không phải là thành phần uh, phản quốc hiện nay, trước đây có thể là thành phần chống đối, nhưng bây giờ chúng ta hiểu rồi, chúng ta thông rồi, chúng ta muốn uh, đoàn kết, uh, hòa hợp uh, dân tộc giữa người trong nước và người ở nước ngoài, giữa miễn là người Việt Nam thôi, người gốc Việt thôi cho dù là chúng ta sinh ra ở nước ngoài nhưng mà bố mẹ ông bà là người việt bây giờ chúng ta muốn quay trở về quê hương để đóng góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước quốc gia dân tộc thì đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam luôn luôn chào đón các quý vị cho nên thầy nghĩ rằng không có quốc tịch thì xin làm visa làm quốc tịch chứ đơn giản mà miễn là các quý vị bây giờ không hiện tại không phải là người chống đối nữa trước đây có thể là người chúng ta chưa hiểu hoặc là chúng ta thì bị một cái nhóm à, làm tổ chức chính trị nào đó họ lợi dụng họ à, mê hoặc chúng ta họ lừa dối chúng ta mà chúng ta thì là quay lưng lại với dân tộc với đất nước với đồng bào thì à, bây giờ chúng ta hiểu chúng ta không theo nữa không à, chống đối nữa không à, chia rẽ khối đại đoàn kết cho toàn dân nữa cho dù là người Việt kiều ở nước ngoài hay là người gốc Việt đang ở trong đất nước Đảng Nhà nước chính phủ và dân tộc chúng ta rất rất mong là gì là tất cả người Việt trên toàn thế giới chung sức chung lòng để xây dựng một cái hình ảnh dân tộc đất nước Việt Nam là gì? là vững mạnh hùng Cường và yêu thương thân thiện khép lại những cái quá khứ đau thương để hướng tới những cái tương lai tốt đẹp. Cho nên các quý vị quan trọng là từ nay trở đi các quý vị là một người dân gốc Việt yêu nước, một Việt Kiều yêu nước. Thì thầy nghĩ rằng cái việc mà các quý vị làm visa rồi thậm chí là xin lại hộ chiếu rồi thậm chí là xin lại quốc tịch Việt Nam trở lại thầy nghĩ là không khó. Khoảng hai ba mươi năm trước thì cực kỳ là khó đấy Nhưng bây giờ thì không khó Các quý vị có thấy không? Mỹ và Việt Nam ấy, hơn bốn hơn mươi năm trước Năm mươi năm trước là, là kẻ thù không đội trời chung Cả thế giới ai cũng biết Đặc biệt trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đúng không? Cả thế giới ai chẳng biết là Việt Nam và Mỹ là kẻ thù không đội trời chung Kể cả sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng. Bắc Nam thu về một mối, non sông gấm vóc quốc gia đồng một giải hình chữ S để cùng nhau xây dựng phát triển đất nước. Mỹ vẫn chưa chấp nhận, cho nên vẫn coi Việt Nam thì vào cái đối tượng là kẻ thù số một của Mỹ sau 15, năm hai, năm ba, năm sau, các lệnh cấm của Mỹ dần dần mới nới lỏng và cho đến bây giờ là gì? cách đây vài năm là bình thường hóa quan hệ và vừa qua chúng ta thấy là tổng thống Obama, à xin lỗi, à tổng thống à, tổng thống gì nhỉ? À, tự nhiên quên Obama là sang trước, à, Biden Biden tổng thống mỹ tổng thống Biden đã sang Việt Nam và cùng với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội của Việt Nam chúng ta thì ký kết những cái nhiều những cái văn kiện, nhiều những cái hợp tác mà đặc biệt là tiến tới cái hợp tác đối tác chiến lược toàn diện đó chúng ta thấy nâng một cái đối tác lên trước đây là cái 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 đó chỉ có Việt Nam chỉ có dành cho Nga dành cho Liên Xô sau này dành cho Nga và Trung Quốc và một số quốc gia đặc biệt là thân thiện khác mà thôi nhưng bây giờ chúng ta thấy hai quốc gia cựu thù kẻ thù số một không đội trời chung mà còn gác lại được tất cả những cái hiểm khích xưa kia để tiến tới một cái tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu À, cho dân tộc của hai cái đất nước hai quốc gia cơ mà chứ không có cớ gì mà bây giờ mà bảo là mình à, không dám quay về đất nước cho nên à, phật tử này cũng xem xét nếu mà à, vẫn hướng về dân tộc cội nguồn à, như các cụ nói là cái gì nè có nói các cụ ngày xưa có một câu nói là cái gì về quê hương là chùm khế ngọt <laughs> Đấy, vẫn nghĩ về là quê hương là chùm khế ngọt đó thì cũng nên gì nên đi về vậy à, chưa về hẳn được thì cứ đi về về một vài lần cho quen đã làm được gì cho quê hương thì cùng làm không làm việc lớn thì chúng ta làm việc nhỏ có gì đâu chúng ta làm một chuyến đi từ thiện để giúp đỡ người nghèo những người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu vùng xa vùng biên cương của tổ quốc vân vân hoặc là đi tri ân các bà mẹ ở Việt Nam anh hùng những thương binh những gia đình chính sách với cách mạng vân vân chẳng hạn chúng ta đi thăm hỏi chút quà thôi cũng không đáng là bao để tạo nên một cái mối quan hệ tốt gắn lại những cái hàn gắn lại những cái nỗi đau thương mất mát của chiến tranh để tiến tới cái chỗ tốt đẹp hơn thì thầy nghĩ rằng làm được như thế thì sau này mà vị mà có mất đi mà gửi con cháu gửi người thân cái hộp cho cốt về lưu gửi ở chùa khai nguyên thì thầy nghĩ là cũng không khó nhưng còn không làm được cái điều đó thì thầy nghĩ là cũng là một cái việc gì à, cũng không đơn giản đâu đấy vì cái này nó theo luật pháp của quốc gia của luật pháp thông lệ quốc tế rồi cho nên chúng ta chưa làm được điều đó thì hơi khó tuy nhiên nếu không gửi cho cốt được thì uh, chúng ta gửi cái cái linh vị cái bài vị tức là cái uh, ảnh hoặc cái bài vị cũng được mà cái cứ gì là cứ phải cho cốt đâu các vị cho cốt có thể vấn đề ở bên mỹ hoặc là vấn đề bên pháp vẫn được để bên úc để nước ngoài vẫn được nhưng mà làm một cái bài vị một cái linh vị ở tháp báo ân thì cũng không ai cấm vậy. thầy nghĩ đảng nhà nước chúng ta cũng không bao giờ hẹp hỏi gì mà cấm đoán cái đó mà chắc chắn đấy đảng nhà nước chúng ta sẽ không cấm cái đó vì uh, quan điểm và tư tưởng của đảng nhà nước chúng ta là khép lại quá khứ và hướng đến tương lai hàn gắn những uh, vết thương vết uh, đau của chiến tranh uh, của quá khứ để uh, phát triển uh, đất nước làm giàu cho quê hương đất nước cũng chính là làm giàu cho chính gì uh, con cháu uh, hậu duệ của những người đã ngã xuống vì uh, tổ quốc thân yêu này vậy uh, cho nên Phật tử này cũng uh, không phải quá nặng nề cái chuyện cứ phải gửi cho cốt linh vị cũng được bài vị cũng được. Có những cái phần đó các vị có thể thông qua chỗ các vị phụ trách cái này ở chùa, ở phòng chi khách thì các vị sẽ hướng dẫn cho cụ thể hơn. Và đặc biệt tới đây có thể bắt đầu khởi công rồi, động thổ rồi và sẽ làm cái tháp mới, làm cái tháp mới trong vòng vài năm. Thì khi mà sau cái tháp mới rồi thì cái chỗ để mà an trí mà thờ phụng thì nó có nhiều hình thức hơn cho các phật tử chúng ta lựa chọn. Đó. Thì các bạn thì có thể liên hệ trực tiếp với phòng à, chi khách và những vị hoặc là phòng thông tin các vị hướng dẫn cho hoặc là những vị phụ trách về cái bên tháp báo ân các vị hướng dẫn cho. À, một phật tử Nó hỏi con kính bạch sư phụ con là phật tử hải dương con có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp một mẹ chồng con đi xem bói mấy chỗ họ đều bảo đất nhà con có vong mẹ chồng con kể có ngủ mơ thấy vong nam đứng ở cổng mặc quần đùi và có lần thì mơ người đàn ông đấy đích thích và đuổi mẹ con cái này cũng có thể có vậy trong cuộc sống mà trần sao thì âm vậy các cụ người xưa nói rồi khi mà họ mất mà họ chưa được siêu thoát như hôm qua hôm kia thầy nói đó họ chưa được siêu thoát thì họ coi cái nắm xương coi cái khu mà họ nằm xuống đó đó chính là ngôi nhà của họ thì chúng ta thì người trần mắt thì không biết được phân được chia hoặc uh, thiếu chỗ uh, làm nhà làm cửa chúng ta mua về đó chúng ta ở thì uh, xây nhà lên uh, lên trên chỗ của họ thì cái này thì cũng có trường hợp như thế đấy có thật đấy chứ không phải là không đâu các quý vị hoặc là gì hoặc là do gọi là nhân duyên tiền kiếp hứa hẹn với nhau bây giờ mình thì được làm người còn họ thì vẫn là ở cái thân cái thân quỷ thần ma quỷ ở dưới cõi âm cho nên họ đi tìm thấy mình cho nên bây giờ theo mình cũng <laughs> cũng có thể cho nên cả hai cái đó dù cái nào đi chăng nữa thì cũng đều là không tốt vậy. Ừ. Và bây giờ quan trọng nhất là đều phải tụng kinh địa tạng, niệm Phật nhất tâm phóng sinh tu phúc mà hồi hướng công đức cho họ. Cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát giai, gia gia trì cho họ sớm được siêu thoát thì mình mới yên vậy. Phật tử này có thể thỉnh quyển kinh địa tạng về khuyên mẹ nên tụng kinh. Nếu mẹ mà không đọc được kinh nữa, mắt tuổi già mắt kém không đọc được kinh nữa thì niệm danh hiệu của ngài cũng được và lễ danh hiệu của ngài sáng tối cũng được thay vào động tụng kinh thì niệm danh hiệu của ngài cũng được à, ý thứ hai và từ là hỏi bố chồng con thì suốt ngày say rượu đi đến khuya mới về con mang bầu lần đầu được 8 tuần thì bị lưu thai đi xem bói thì thầy bói cũng bảo do vong tác động xin thầy cho con hỏi làm thế nào để lần sau con không bị lưu thai nữa? Và có đúng là vong đó tác động cho bố, chồng con và đứa, đứa con chết lưu của con không ạ? À. Thầy cũng không dám đoán mò là do đúng hay không đúng. Nhưng Thầy chỉ khuyên chân thành Phật tử này rằng là gì? Hãy thỉnh kinh địa tạng về nhất tâm thọ trì đọc tụng để hồi hướng công đức cho gia tiên cửu huyền thất tổ và hồi hướng công đức sám hối các oan gia cháy chủ và hồi hướng cho chính những người thân trong gia đình mình à, dần dần thì cũng sẽ được yên thôi. Thỉnh lấy cái đài giảng kinh địa tạng cho cả nhà cùng nghe nữa thì càng tốt và một cái đài giảng kinh địa tạng mở nhỏ nhỏ lên trên ban thờ cả ngày cả đêm nhỏ nhỏ thôi để cho thần linh gia tiên cửu huyền thất tổ và trong đất trong nhà mà có các vong mà họ chưa được siêu thoát đó họ nghe câu được câu không có khi có đủ nhân duyên, đó họ nghe được thì họ tu tập đó. họ đoạn ác tu thiện đó. họ được siêu thoát thì đất đai nhà cửa chúng ta sẽ được yên lành thanh tịnh vậy Ở ý nữa phật từ hỏi nhà con hướng tây bàn thờ cũng hướng tây bếp quay hướng tây nam giường ngủ của bố mẹ và vợ chồng con đều quay hướng bắc. Ban thờ ở tầng 1 thẳng, ban thờ lên tầng 2 là chỗ phơi quần áo. Xin cho con hỏi như thế có phạm lỗi không ạ? Bố mẹ chồng con sinh năm 1971, chồng con sinh năm 1993 và con sinh năm 1997 ạ. Nam Mô A Di Phật. Sinh năm 71. Bảy thì hai chín, ba chín bảy hai chín. Hai chín một khảm hai khôn, khôn thổ Tây Tứ Trạch. Bảy 29 hai chín, ba chín bảy chín. Đúng rồi. Một khảm hai khôn, khôn thổ thuộc Tây Tứ Trạch. Thì cái nhà này thì nhà hướng Tây, ban thì hướng Tây, bếp Tây Nam là được rồi. Nhưng đầu giường thì nên quay về hướng Tây, Tây Nam hoặc Tây Bắc thì là được. Tức là chọn theo mệnh là Tây Tứ Trạch. Thì, thì tốt vậy. Đấy. Còn cái đó là một phần thôi. Điều quan trọng là về gì? Nên nhất tâm để tụng kinh, niệm Phật và sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức cho toàn gia chúng ta sớm được âm siêu Dương Khánh. Mọi chuyện dần dần sẽ tốt vậy.